Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Được coi là hạm đội lớn nhất trong tất cả các hạm đội tiên phong của Hoa Kỳ với gần 69 hạm, hơn 350 máy bay chiến đấu các loại cùng 60.000 quân nhân hải quân, nhân viên quân sự cũng như thủy quân lục chiến. Đây là lực lượng nòng cốt đặc biệt tinh nhuệ của Mỹ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tuần tra trên biển, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải khu vực, bảo vệ các đồng minh của Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan trước bất kỳ mối đe dọa khẩn cấp nào. Không chỉ vậy, hạm đội này đã tham chiến ở Việt Nam vào giữa những năm tháng căng thẳng nhất của cuộc giao tranh. Là hạm đội hiếm hoi của Mỹ góp mặt trong cuộc chiến phi nghĩa này, gây ra những tội ác chiến tranh mà thời gian không thể xóa nhòa. Đó chính là hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ. Vậy tại sao đây lại được coi như là hạm đội lớn mạnh nhất thế giới và chúng đã gây ra những tội ác nào tại chiến trường Việt Nam? Hạm đội 7 hay thường được gọi là United States Squadron 7 là một hạm đội trực thuộc Hải quân Hoa Kỳ, có căn cứ chính hiện tại ở Yokosuka, Nhật Bản và dưới quyền chỉ huy trực tiếp của hạm đội Thái Bình Dương. Đơn vị hải quân này được thành lập vào ngày 15 tháng 3 năm 1943 tại Brisbane của nước Úc trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, với nhiệm vụ chính là tác chiến tại vùng miền Tây Nam Thái Bình Dương, đối đầu lại hạm đội liên hợp vô cùng hùng mạnh của Nhật Bản thời bấy giờ. Người trực tiếp chỉ huy lực lượng hải quân khổng lồ không ai khác ngoài vị tướng lừng danh Douglas MacArthur. Có một điều mà ít người biết đến, kể từ khi mới thành lập, gần như các chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Úc cũng thuộc biên chế hạm đội 7 suốt thời gian từ năm 1943 đến năm 1945. Trong cùng khoảng thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, hạm đội 7 đã đóng vai trò hết sức quan trọng khi giữ vị trí nòng cốt và chiếm phần lớn sức mạnh của lực lượng đồng minh xuyên suốt nhiều trận chiến, đặc biệt là hải chiến Vịnh Leyte vào tháng 10 năm 1944. Đây được xem như là trận hải chiến lớn nhất trong lịch sử, bước ngoặt đảo ngược thế cờ cuộc chiến, kéo Nhật Bản đi gần hơn đến thất bại thảm họa. Sau khi nước Nhật chấp nhận đầu hàng vô điều kiện, hạm đội 7 được lệnh rời về xứ sở mặt trời mọc để giải giáp quân đội phát xít, rồi sau đó đóng quân tại đây. Một khoảng thời gian sau, hạm đội 7 chuyển tổng hành dinh đến Thanh đảo Trung Quốc. Cho tới ngày 1 tháng 1 năm 1947, tên của hạm đội được đổi thành lực lượng hải quân Tây Thái Bình Dương. Các hoạt động chuyển dịch căn cứ bắt đầu vào cuối năm 1948, từ Thanh đảo đến Philippines, nơi quân đội Mỹ đã phát triển xây dựng hàng loạt cơ sở hạ tầng mới tại vịnh Subic, cùng một sân bay tại Sangley Point. Hoạt động sau chiến tranh của hạm đội 7 nằm dưới sự kiểm soát bởi Tổng tư lệnh hẹp đội Thái Bình Dương, đội đốc Arthur Jackpot. Tuy nhiên, khi thực hiện nhiệm vụ trong vùng biển Nhật Bản hoặc trường hợp khẩn cấp, quyền kiểm soát sẽ được chuyển cho tư lệnh lực lượng Hải quân Viễn Đông. Vào ngày 19 tháng 8 năm 1949, lực lượng này chính thức đổi tên thành hạm đội đặc nhiệm số 7, sau gọi tắt là hạm đội 7 và giữ nguyên cho tới ngày nay. Sức mạnh của hạm đội 7 được cấu thành bởi nhiều hạm đội đặc nhiệm hỗn hợp nhằm thực hiện những nhiệm vụ tác chiến đa dạng khác nhau. Đầu tiên phải nhắc tới đội đặc nhiệm hỗn hợp 70, đóng vai trò lực lượng tác chiến cơ động nòng cốt. Biên chế của đội gồm 2 tàu sân bay cùng với khoảng 15 tàu chiến các loại. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có một tàu sân bay kiêm kỳ hạm mang tên USS Ronald Reagan, số hiệu CVN-76, thường xuyên hoạt động. Còn một hàng không mẫu hạng khác sẽ được điều động thuộc khoảng thời gian 6 tháng tùy từng nhiệm vụ. Tiếp theo là đội đặc nhiệm hỗn hợp số 71, bộ não chỉ huy và điều phối của hạm đội 7, gồm 5 viên đội nhỏ lần lượt là 711, 712, 713, 716, 717, trong đó 711 giữ vai trò là biên đội kỳ hạn, 712 chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo, 713 chi viện cung cấp thông tin đường không, 716 có nhiệm vụ điều phối hoạt động xây dựng kế hoạch huấn luyện diễn tập, còn 717 làm công tác giám sát theo dõi nhiệm vụ. Đương nhiên, nhiệm vụ tuần tra trinh sát là đội đặc nhiệm 72 đóng tại Misawa của Nhật Bản. Biên chế trực thuộc gồm các phi đội máy bay tuần tra trinh sát. Đây là lực lượng cảnh giới tác chiến hết sức nhạy cảm. Thời bình đang đúng trách nhiệm tuần tra, trinh sát hàng ngày. Khi tình hình biến đổi sẽ ngay lập tức tăng cường hoạt động giám sát. Lực lượng chủ yếu của đội tuần tra là máy bay P-3C với hệ thống sonar nổi cùng với hệ thống xử lý âm hưởng, có thể tiến hành tìm kiếm, định vị, đeo bám, giám sát và khi cần thiết có thể sử dụng tên lửa Harpoon hay ngư lôi để tấn công các tàu chiến mặt nước hay tàu ngầm của đối phương. Máy bay P-3C còn có thể tiến hành thu thập tình báo, giải lôi, giám sát hải dương, tìm kiếm cứu nạn,
làm trạm trung chuyển thông tin. Bên cạnh đó, công tác hậu cần cho đội đặc nhiệm hỗn hợp 73 chịu trách nhiệm với nhiệm vụ chi viện sửa chữa, cung cấp hậu cần. Thành phần chủ yếu gồm các tàu chở dầu, tàu chở vũ khí, đạn dược và các tàu cung cấp hậu cần khác. Trong tác chiến, các đơn vị của đội này chịu sự chỉ huy trực tiếp bởi đội đặc nhiệm hỗn hợp 70. Tiêu biểu nhưng kín tiếng nhất có lẽ là hạm đội đặc nhiệm hỗn hợp 74, khét tiếng với hàng loạt các tàu ngầm hiện đại. Chúng kết hợp với hạm đội tàu mặt nước thuộc đội đặc nhiệm số 75, tạo nên một lực lượng mà chỉ cần nhắc đến thôi, bất kỳ quốc gia nào cũng phải e sợ. Ngoài ra còn có các đơn vị như đội số 76 gồm các tàu xuồng quét, giải lôi, đội 77 đóng vai trò tác chiến, tấn công hàng không mẫu hạm và đội 79 thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ với những binh lính thủy quân lục chiến tinh nhuệ nhất của Hoa Kỳ trong biên chế. Qua đó thấy được quy mô khổng lồ cùng với tổ chức vô cùng chặt chẽ từ trên xuống dưới của toàn bộ hạm đội 7, xứng với danh xưng một trong những hạm đội mạnh nhất hành tinh. Sau thời gian thành lập cũng như trải qua những giai đoạn khốc liệt nhất của chiến tranh thế giới thứ hai, cho tới năm 1950, những tàu chiến của hạm đội 7 đã tham gia tích cực vào cuộc chiến tranh Triều Tiên nhằm hỗ trợ cho quân đội Hàn Quốc đánh bật lực lượng Bắc Triều cùng tình nguyện quân Trung Quốc. Các chuyên thiết giáp hạm nổi tiếng như Iowa, New Jersey, Missouri và Wisconsin đều đóng vai trò soái hạm xuyên suốt của chiến tranh này. Thập kỷ tiếp theo, hạm đội 7 đã tham gia nhiều hoạt động tác chiến được tiến hành ở Lào năm 1959 cũng như ở Thái Lan năm 1962. Giai đoạn từ mùa thu năm 1960 đến tháng 1 năm 1961, chứng kiến lực lượng này triển khai một loạt tàu sân bay cùng nhiều chiến hạm tiến vào Biển Đông. Đến cuối tháng 4 năm 1961, hầu hết hạm đội 7 đã được triển khai ngoài khơi bán đảo Đông Dương để chuẩn bị cho các cuộc hành quân sang Lào. Lực lượng này bao gồm các nhóm tác chiến tàu sân bay Kuransi CV-43 và USS Midway CV-41, tàu sân bay hỗ trợ tàu ngầm USS Kearsarge LSD-3, một tàu sân bay trực thăng, 3 nhóm tàu đổ bộ, 2 tàu ngầm và 3 đội đổ bộ của tiểu đoàn thủy quân lục chiến. Vài năm sau, khi tình hình chiến trường Đông Dương, đặc biệt tại Việt Nam ngày càng trở nên phức tạp, kéo dài với những tổn thất nặng nề của quân đội Mỹ đã khiến cho Lầu Năm Góc đề xuất phương thức tác chiến kết hợp biển đất liền. Cụ thể, nhiệm vụ quan trọng trong những hoạt động tác chiến của hạm đội 7 là chi viện, yểm trợ hỏa lực không quân và hải quân cho các lực lượng bộ binh Mỹ chiến đấu trên đất liền ở duyên hải miền Trung nước ta. Để thực hiện điều đó, hạm đội 7 đã sử dụng không quân, hải quân, không quân thuộc lính thủy đánh bộ cùng các chiến hạm pháo binh tên lửa. Những nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực được tiến hành mạnh mẽ nhất trong giai đoạn năm 1965 đến năm 1966 khi các sân bay chiến thuật của Mỹ ở miền Nam Việt Nam chưa hoàn thành và chỉ có một số sân bay quan trọng đã có sẵn để sử dụng. Các đội đặc nhiệm hỗn hợp bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chi viện cho bộ binh chiến trường miền Nam Việt Nam từ tháng 4 năm 1945. Để thực hiện nhiệm vụ này, một nhóm tàu sân bay và chiến hạm đã được triển khai tại vùng biển phía Nam, khu vực tác chiến đặt tên là DC, phân chia thành hai vùng chiến thuật. Trên các vùng chiến thuật này, các nhóm tàu sân bay nhỏ hơn cơ động sát bờ biển Việt Nam với khoảng cách chỉ 40 hải lý. Do đặc điểm địa hình chiến trường miền Nam cũng như các hoạt động tác chiến của quân giải phóng sử dụng chủ yếu là chiến thuật du kích, nên tham gia tác chiến ở đây thường là các chi đội không quân nhỏ và hoạt động chủ yếu ban ngày. Nhưng do cường độ cuộc chiến ngày càng tăng nên quân đội Mỹ đã phải thực hiện các phi vụ ngay cả vào ban đêm. Dần dần số lượng không kích ban đêm tăng đến 40% tổng số lần xuất kích. Mỗi lần máy bay xuất phát, hàng không mẫu hạm phải quay mũi tàu về hướng gió, tăng tốc đội hải hành. Song song cùng với việc chiến đấu cơ cất cánh, phải có 20 bay trực thăng cứu hộ túc trực, cơ động sẵn sàng ở bên trái và bên phải của hàng không mẫu hạm ở độ cao 50m. Máy bay cất cánh theo chỉnh tự từng chiếc một với khoảng thời gian giữa những lần cất cánh ban ngày là 1 phút, ban đêm là khoảng 1 phút 30 giây. Danh sách cất cánh lần lượt theo chỉnh tự là máy bay chỉ huy trên không AWACS, máy bay tác chiến điện tử, máy bay trinh sát đường không, máy bay tiêm kích và cuối cùng là máy bay cường kích ném bom. Khác hẳn với những bộ phim chiến tranh của Hollywood, quá trình cất hạ cánh máy bay trên tàu sân bay rất phức tạp và tốn kém. Thời gian cho một phi hành đoàn cất cánh chiếm tới 40 phút. Sau khi cất cánh khỏi tàu sân bay, máy bay lấy độ cao từ 1.500 đến 2.500m, tổ chức đội hình chiến đấu rồi bay về khu vực thực hiện nhiệm vụ tác chiến. Trên đường bay đến mục tiêu, các tốp máy bay chiến đấu bay với tốc độ khoảng 900 km/h và ở độ cao là 5.000m. Đội hình bay thông thường của các tốp máy bay dạng hình chữ V, hình vòng cung hoặc hàng ngang. Bay phía trước bao giờ cũng là máy bay trinh sát kết hợp với máy bay tiêm kích.
Đội hình tác chiến có bình diện rộng khoảng 1.300m, độ dài đến 1.500m cho một tốp máy bay chiến đấu. Thời đó, hỏa lực phòng không của quân giải phóng tương đối yếu, nhất là chiến trường Nam Bộ. Vì vậy, các máy bay cường kích Mỹ có khả năng tác chiến tương đối thoải mái. Thường thì các phi công Hoa Kỳ sẽ ném bom theo đội hình biên đội 2 chiếc và khoảng cách ném bom giữa các máy bay là 450m. Khoảng cách bay giữa các biên độ dao động từ 10 đến 15 giây. Các máy bay thường bổ nhà ở độ cao khoảng 800 cho đến 1.000 mét. Khi phát hiện không có dấu hiệu lực lượng phòng không mạnh, chúng sẽ lượn hình vòng cung, lần lượt bổ nhào ở góc hướng 45 độ. Tuy nhiên, vẫn có một số phi cơ chiến đấu thực hiện bổ nhào tấn công ở độ cao từ 200 đến 300 mét. Một số phi công Mỹ đã phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình ở độ cao này. Máy bay rất dễ bị bắn hạ bởi súng máy phòng không 12,7 ly. Chỉ đến năm 1972, trên chiến trường xuất hiện các tên lửa Vakvai Stila II, thì các phi công Mỹ mới chấm dứt cách yểm trợ hỏa lực cũ. Các máy bay Hoa Kỳ quay trở về tàu sân bay trên độ cao từ 800 tới 3.000 mét, theo đội hình biên đội hoặc các nhóm nhỏ. Trong nhiều trường hợp bay về theo từng chiếc, nhiệt độ hạ cánh trung bình ban ngày là từ 1 cho tới 1,5 phút, ban đêm đến 3 phút. Không giống trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, điều kiện chiến trường miền Nam Việt Nam biến động rất nhanh, tình huống chiến trường liên tục thay đổi. Đồng thời, với các vùng chiến thuật đan xen phức tạp đã buộc người Mỹ phải thay đổi các phương thức tác chiến cổ điển. Hỏa lực theo yêu cầu là một phương thức tác chiến nhanh nhạy nhất thời điểm đó, nhằm cứu binh lính Mỹ trong các trận tập kích, phục kích bất ngờ không có chuẩn bị. Yểm trợ hỏa lực rất có hiệu quả khi máy bay chiến thuật tiếp cận khu vực chiến sự chỉ mất từ 10 đến 15 phút sau khi yêu cầu. Để có được khả năng phản ứng nhanh như vậy, thông tin liên lạc giữa các đơn vị mặt đất và không quân trên các tàu sân bay của hạm đội 7 được tổ chức theo các kênh liên lạc đặc biệt. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đẩy nhanh quá trình xây dựng các sân bay dã chiến phản ứng nhanh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.